nào? Ừ đấy, mình đã bàn thống nhất với nhau ở nhà rồi mà. Sau đến đây em cứ tự làm theo ý mình nhé. Thôi vợ nghe anh, nghe anh nốt lần này thôi. Từ giờ về sau nhá, là em thích gì là anh chiều hết nhá. Tránh ra. Ôi, làm gì đấy? Em làm gì đấy? Nguy hiểm đấy. Của anh tắt đấy. Khoản vay thế chấp nhà của mình bị quá hạn rồi. Bây giờ vợ chồng mình mà không thanh toán là ngân hàng nó gửi đơn lên yêu cầu tòa án niêm phong nhà. Thì cái số tiền mình vừa bán xe đâu? Tiền đấy được có mấy trăm thôi mà em. Trả nợ tín dụng của vợ chồng mình 2 năm vừa rồi, hết sạch rồi làm gì còn cái gì? Thế anh phải làm như thế nào đi chứ? Em không chịu mất bất kỳ một thứ gì ở đâu. Anh như thế là anh đang lừa em đấy. Trả lại sổ đỏ cho em đây. Đấy là nhà của bố mẹ cho em à? Anh bảo là gì? Anh chỉ mượn sổ đỏ để thế chấp lấy tiền kinh doanh. Bây giờ thì sao? Nhà cũng sắp mất rồi. Nếu em cảm thấy cần thiết phải rạch ròi với anh đến như thế, tiền của vợ là của vợ mà của chồng là của chồng ấy. Ok, anh không còn gì để nói nữa rồi. Anh vẫn luôn nhớ cái nhà đấy là xây trên đất của bố cho em, và một nửa tiền xây nhà là của mẹ em cho. Phần của anh chả đáng là bao cả. Anh nhớ mà, anh nhớ hết mà. Anh sẽ sắp xếp để trả lại em hết, không thiếu một đồng nào đâu. Anh biết là em không có ý đó mà. Anh biết, biết là em thương anh nên em mới nói cái nhà đấy là do anh làm ra để anh được mở mặt. Anh biết là em thương anh, thế mà anh lại để em phải chịu khổ như thế này à? Tuyết, em quyết định rồi, em sẽ về nhà bố mẹ ở. Em lấy chồng thì em phải theo chồng, anh có chết cũng không về ở rể đâu. Thế thì đường ai nấy đi. Tuyết, bỏ ra. Anh lạy em với Tuyết ạ. Em làm ơn em cho anh con được sống đi. Thôi được rồi, thế thì bây giờ bốc thăm đi. Ai thắng thì người kia phải theo. Ok chưa? Như thế cho nó dân chủ.